Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Liên Hoa. Dạ, con kính cẩn đảnh lễ sư ạ. Con có một câu hỏi về thiền tập, mong sư giải đáp giúp con ạ. Con mới tập thiền khi vừa tham thiền được một lúc, ước chừng 15 phút thì con thấy xuất hiện trước mặt ánh sáng màu vàng như bóng đèn, chiếu từ trên đầu xuống nhưng con rất dễ bị cuốn theo ánh sáng ấy, rồi con nhớ đến lời sư tác ý quay về hơi thở thì ánh sáng lại biến mất. Nhiều lần như vậy con thấy tâm mình ham đuổi theo ánh sáng vì nó rất dễ chịu nên làm cho ánh sáng ấy bị mất đi nhanh chóng. Con cố gắng tác ý chú tâm hơi thở thì một lát sau ánh sáng lại xuất hiện nhưng cũng không được bền. Thêm một điều nữa con muốn hỏi sư là đó là khi tham thiền con rất dễ bị phóng tâm. Thường thì con nhận ra được ngay và niệm thầm phóng tâm rồi tìm về hơi thở. Những lúc như thế con phải tác ý hơi thở một cách mạnh mẽ, ví dụ như con cố hít vào dài hoặc thở ra dài để tìm lại cảm giác hơi thở nơi cánh mũi. Như vậy có đúng không ạ? Con xin tư cho con lời khuyên để đạt được tiến bộ trong hành thiền ạ. Con kính thiền thưa ạ. Nhận biết hơi thở ấy, thì ngay từ cái lúc bắt đầu ngồi thiền, cái sự nhận biết hơi thở ấy nó cần có cái sự rất là tự nhiên, không quá chăm chú nhưng mà cũng không quá nơ nà. Nhận biết hơi thở như vậy, dù ánh sáng nó xuất hiện ở gần hay ở xa, ở trên hay ở dưới, nó màu sắc gì đừng quan tâm đến nó, không quan tâm đến hình dáng, không quan tâm màu sắc, không quan tâm đến vị trí nó ở đâu hết, cứ thản nhiên với nó và vẫn cứ quan sát hơi thở vào ra nhẹ nhàng tự nhiên, không cần rõ ràng quá nhé. Như là mình nghĩ là phải cố gắng thấy hơi thở cho rõ, rồi là điều khiển hơi thở theo ý mình thì lại sai. Cái đấy nó chỉ làm cho tâm nó thô, nó động lên mà thôi. Mà cũng đừng có ham thích với cái ánh sáng đó, mà cứ thản nhiên mà quan sát hơi thở tiếp tục đi. Vì ở cái lúc này, dù nó có xuất hiện ánh sáng đấy, nó cũng chưa ổn định. Nếu mình càng đi theo nó thì nó càng rất dễ rơi vào những cái tưởng ấy, rơi vào những cái ảo tưởng ấy. Mình thấy cái cảnh này cảnh kia thì cái sự thực hành đấy sẽ lại càng đi sai hơn, cho nên là mình không cần quan tâm đến ánh sáng, cứ tiếp tục quan sát hơi thở, dù ánh sáng đó nó mất đi hay nó xuất hiện trở lại cũng mặc kệ, nó không quan tâm. Rồi nếu như một lúc nào đó cái định nó đã được sung mãn mà những cái sự chú tâm của mình nó có cái sự vừa phải, nó không quá mạnh không có yếu, nhẹ nhàng thản nhiên, rồi cái ánh sáng ấy nó sẽ xuất hiện một cách từ từ dần dần mờ mờ, rồi nó sẽ sung mãn sáng rực lên. Đừng có điều khiển nó, đừng muốn nó phải theo ý mình, không điều khiển hơi thở, không bắt nó theo ý mình. Khi nó xuất hiện ánh sáng cũng không được điều khiển nó theo ý mình, cứ thản nhiên với nó và cứ làm đúng cái nhiệm vụ của mình, đó là ghi nhận hơi thở đi vào, ghi nhận hơi thở đi ra ở đúng cái vị trí xúc chạm đó, là ở trước cửa mũi ấy. Rồi nếu mà cái định tâm mà tốt nữa thì hơi thở với ánh sáng sẽ hòa nhập với nhau, và chỉ khi nào mà duy trì được ánh sáng đấy rất là lâu, 2, 3, 4 tiếng thì lúc đấy nó mới được gọi là ánh sáng đã ổn định, đã vững chắc. Chứ còn cái bước đầu ấy, nó mới xuất hiện một chút xíu, nó chưa ổn định, chưa vững chắc thì mình chưa cần bận tâm đến nó. Cố gắng điều chỉnh cái tâm lý của mình làm sao cho cái vọng tưởng nó giảm bớt đi, nó đừng có quá nhiều vọng tưởng, năng xăng phóng dật nó giảm bớt đi, cho cái tâm của mình nó định tĩnh, nó ngồi mà cảm thấy thân tâm nó an ổn, nó nhẹ nhàng, nó khinh an, nó an lạc ấy, thì cái tâm đấy nó mới ổn định. Nếu như nó có định nó mới duy trì được lâu, còn nếu như cái tâm nó còn năng xăng ấy thì dù nó có định thì nó cũng không duy trì lâu được. Nên là cái bước đầu bây giờ mình cố gắng để mời nhờ điều chỉnh lại cái tâm lý làm sao cho nó có cái sự an ổn, có cái sự buông xả và có cái sự tập trung vừa mực vừa phải, chừng mực, đừng quá là mong cầu và đừng có quá là tức là hay chạy theo những cái mà nó xuất hiện, đừng quá bận tâm đến nó và cứ thản nhiên nhẹ nhàng với nó và cứ tiếp tục quan sát hơi thở ở cái giai đoạn này, chứ đừng đi theo ánh sáng. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liên Hoa. Dạ, con xin cung kính đảnh lễ sư ạ. Con có câu hỏi liên quan đến thiền tập muốn hỏi ạ. Thưa sư, có hay không trường hợp khi đang hành thiền, hành giả bị rơi vào trạng thái như bị vong nhập, kiểu như người bị lên đồng không ạ? Con hành thiền có một vài khoảnh khắc con cảm thấy không làm chủ được thân mình nữa.
Lúc ấy tự nhiên con lại bất giác sợ và tác ý bằng ý chí để thoát khỏi hoàn cảnh ấy. Ví dụ như cố cử động thân, con làm vậy có sai không ạ? Con xin sư cho con lời khuyên ạ. Con xin tri ân sư ạ. Nếu như lúc đấy mình mà khởi lên những cái tâm mà không chân chánh, như là mình mong cầu những cái điều như là có thần thông, hay là mình nghĩ đến những cái siêu nhân ấy, như là mình nghĩ mình để mình tiếp xúc với những cái cõi phi nhân hay là nọ kia, khi mình khởi lên những cái tâm như thế thì có thể sẽ bị, hoặc là có những cái người người ta vốn dĩ từ trước đến giờ người ta đã bị giống như là có những cái vong người ta hay ốp vào từ trước rồi ấy. Thì đến lúc hành thiền đôi khi người ta cũng hay bị những cái điều đó nó khởi lên. Thì trong cái lúc đấy có những cái hiện tượng như vậy, mình cần phải hướng tâm nhẹ nhàng lại một chút, tức là phải nằm nơ nó đi, đừng thấy những cái hiện tượng gì đấy nó khác thường, nó sinh khởi ở thân tâm. Thì phải nàng ngay cái tâm đi, hướng ngay cái tâm đi đến cái chỗ khác, đừng nghĩ gì đến nó cả, thì nó sẽ tự hết. Còn nếu như mà mình càng nghĩ đến nó thì nó sẽ càng khởi lên nhiều. Mình khởi lên những cái tâm tiêu cực thì nó sẽ khởi lên nhiều. Khởi lên những tâm bất thiện thì nó cũng sẽ khởi lên. Khi nào mình hướng tâm đến những cái pháp chân chánh thì những cái điều đó nó sẽ hết đi. Thì vậy nên là có những cái hiện tượng đó thì cũng đừng có lo lắng, mà mình chỉ cần mình đừng nghĩ đến nó thôi. Nặng cái tâm đi là nó sẽ tự hết thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liên Hoa. Dạ, con xin cung kính đảnh lễ sư, con có một câu muốn được sư khai trí giúp ạ. Con có người họ hàng vay tiền hay mượn vật dụng nhưng quên không trả. Khi thời gian trôi qua, con cảm thấy rất ngại mở lời nhắc người ấy trả cho mình. Vài lần như thế nên khi người ấy hỏi vay mượn nữa thì lòng con liền khởi lên ý nghĩ khó chịu và không muốn cho vay mượn nữa. Nhưng sau đó con lại hồi tâm cho rằng mình như thế là ích kỷ và vẫn cho vay mượn, nhưng tâm con cũng không được hoan hỷ hoàn toàn. Con xin sư chỉ cho con biết nên nhìn nhận sự việc như thế nào để lòng được hoan hỷ ạ. Con xin kính tri ân sư ạ. Những cái chuyện trên đời, khi mà những cái gì mình có thể bố thí cho được thì mình hãy cho đi. Tức là nếu như mà mình xác định là cái người này họ là cái người mà mình có thể giúp, hãy cho họ được, thì mình hãy nói cho người ta biết rằng có cái sự vay trả đấy và mình có thể cho được thì hãy cho. Còn nếu như mình biết rằng cái đấy là cái mình không thể cho được, thì đôi khi vì có thể là người khác do vô tình hay cố ý người ta quên, thì mình phải nói, phải hỏi ra để cho hai bên cùng hiểu nhau, thì để mà bớt đi những cái hiểu lầm đó. Tức là mình cần phải hiểu rõ đúng vấn đề. Thì trong ở thế gian này nó cũng bận, có những cái người tốt mà cũng có những người xấu, có những người cố ý mượn đồ nhưng mà đôi khi người ta cũng không trả. Những cái người đấy thì cũng cần phải nghiêm khắc, cũng cần phải nghiêm túc. Có những cái mình có thể cho được, có những cái mình không cho được thì mình cũng phải nói thật lòng là không cho được. Đôi khi cái người nào sống càng cả nể quá thì mình cũng sẽ mệt mỏi. Cái này nó còn tùy theo những cái mối quan hệ của mỗi người khác nhau. Nên là những cái này thì mình phải tự mình giải quyết trong cái phạm vi của mình. Cái này tôi cũng không biết phải khuyên thế nào cho nó hợp lý. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Giới Hạnh ạ. Dạ, con thưa sư, cho con hỏi dấu hiệu để thiền sinh có thể bắt đầu hướng tâm về ánh sáng trong thiền hơi thở ạ. Nếu vừa theo dõi hơi thở vừa nhận biết ánh sáng, hoặc thời này thì theo dõi hơi thở, thời khác thì theo dõi ánh sáng có được không ạ? Nếu không theo dõi ánh sáng mà chỉ theo dõi hơi thở thì có thể đắc từng thiền không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Ở cái giai đoạn mà hành thiền nó sẽ xuất hiện ánh sáng ở cái buổi đầu ấy, tức là cái thời gian ban đầu mình sẽ không được quan sát ánh sáng mà vẫn tiếp tục quan sát hơi thở. Khi cứ quan sát hơi thở như vậy thì ánh sáng đó nó vẫn sáng, nó bao trùm lấy hơi thở và nó hòa hợp với hơi thở. Khi ánh sáng với hơi thở đã hòa hợp với nhau rồi thì lúc đấy giống như đạt được cái sự nhất tâm ấy. Vì ánh sáng là sắc do tâm sinh, nó là cái tâm mình thôi. Hơi thở thì nó là cái nimitta, là cái tướng.
của hơi thở nó cũng là cái đối tượng của tâm. Hai cái đấy được hòa hợp nhất tâm với nhau thì cái định rất là thâm sâu, an ổn, và lúc đấy cái sự ngồi thiền, cái ánh sáng ấy nó sẽ xuất hiện dễ dàng, rất nhanh chóng, mà nó sẽ duy trì được rất lâu, có thể kéo dài 2, 3, 4 tiếng mà nó không còn bị mất mờ đi nữa. Thì lúc đấy ánh sáng này đã ổn định rồi, thì mới đến cái bước, tức là mình phải duy trì, phát triển cho cái ánh sáng, cái định đó nó sung mãn như vậy, nó kéo dài được như vậy, nó rực rỡ như vậy đấy. Thì đến cái bước tiếp theo nữa là sau khi mình biết rằng ánh sáng đã rất là đến rất là nhanh chóng, dễ dàng, duy trì được rất là lâu và ổn định rồi, thì mình mới thực hành đến một bước là quan sát ánh sáng. Thì lúc đầu cũng vẫn quan sát hơi thở, cho đến khi nào ánh sáng nó rực rỡ lên thì mình để tâm trên ánh sáng đó. Thì lúc đấy khi chuyển tâm sang nhận biết ánh sáng thì không quan sát hơi thở nữa, chỉ quan sát một đối tượng là nimitta, là cái ánh sáng ở ngay trước mặt, ở gần ngay trước cửa mũi thôi, và một điểm ở đấy, và cứ an trú ở đấy. Thì khi mà chuyển tâm sang quan sát ánh sáng đấy mà ánh sáng đấy nó vẫn sung mãn, rực rỡ, vẫn mạnh mẽ và tỏa chiếu, thì lúc đấy sẽ đạt được những cái định cao hơn, sẽ đạt đến mức định sâu hơn là lúc quan sát hơi thở. Thì khi mình quan sát hơi thở thì nó vẫn còn là cái đối tượng thô, cho nên là cái định nó yếu mà nó cũng thô. Khi chuyển sang quan sát tợ tướng của hơi thở này, ánh sáng ấy, thì cái đối tượng nó vi tế hơn, cho nên cái định sẽ sâu hơn, sẽ cao hơn. Và chỉ khi nào chuyển tâm sang quan sát ánh sáng đấy liên tục 2, 3, 4 tiếng, thậm chí suốt ngày, suốt đêm mà nó không có gián đoạn ấy, nó không khởi nên những cái triển cái, nó liên tục không gián đoạn rồi, thì lúc đấy mới sinh khởi 5 cái chi thiền, tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, mà nó đè nén đi 5 cái triển cái, tham dục sân hôn trầm thủy miên trọng hối hoài nghi. Thì lúc đấy mình có thể vào được tầng thiền an chỉ định, mà vào được sơ thiền sắc giới, và nó hoàn toàn không khởi lên những cái tâm mà dục giới nữa, lúc đấy mới chứng đắc được các tầng thiền. Thì nó có từng bước như vậy, chứ không được thực hành theo kiểu là một ngày quan sát hơi thở, ngày quan sát ánh sáng, hoặc là quan sát cả hai cùng với nhau, cũng không đúng nhé, không quan sát cái cách đấy, mà phải quan sát hơi thở trước, sau này mới chuyển từ hơi thở sang quan sát tự tướng là ánh sáng sau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Văn Hải ạ. Dạ, con xin kính bạch sư ạ. Con biết là thực hành thiền niệm hơi thở phải theo dõi hơi thở ra vào một cách tự nhiên, không được điều khiển. Nhưng con đã phải thực hiện hơi thở, thực hành niệm hơi thở hơn một năm mới nhận ra được cách theo dõi hơi thở mà con tưởng rằng là tự nhiên kia của con là sai, mà mới có thể sửa lại sao cho theo dõi hơi thở một cách đúng đắn. Vì khi điều khiển hơi thở sẽ làm ảnh hưởng hô hấp, hô hấp gây khó chịu, căng cứng và căng thẳng cho mình, thân tâm khó an lạc nên rất khó thành tựu được pháp thiền. Và con biết rất nhiều hành giả mới hoặc lâu năm vẫn gặp phải sai lầm giống như con, tưởng chừng đang thở một cách tự nhiên, không điều khiển. Nhưng thực ra không phải vậy. Con kính kinh sư chỉ dạy cho con và mọi người phương pháp niệm hơi thở một cách tự nhiên, không điều khiển, tránh cho mọi người gặp phải sai lầm này ạ. Con kính tri ân sư. Tự nhiên thì ở đây là mình để cho hơi thở đi vào tự nhiên, đi ra tự nhiên. Mình không chú ý thở vào, thở ra theo ý thích của mình. Thứ hai là mình không theo hơi thở đi vào trong bụng, không, tức là không theo hơi thở đi vào trong ngực này, cái phồng xẹp ở ngực, và hay là cái phồng xẹp ở bụng này, mà mình chỉ giữ tâm ở điểm xúc chạm ở ngay cửa mũi này. Thì hơi thở nó đi vào, đi ra nó chỉ chạm vào ba điểm, còn là cái da ở cửa môi trên, hay là cái da ở chóp mũi, hoặc hai bên cánh mũi này, thì mình chọn một trong ba điểm đấy, hướng cái tâm lên đấy, mình sẽ thấy cái luồng hơi thở nó đi vào, đi ra đấy, và mình nhận diện cái hơi thở ấy, đi vào, biết nó đi vào, đi ra, biết nó đi ra. Nếu như mà mình nhận có cái tâm lý nhẹ nhàng, tự nhiên ý, tâm định tĩnh, cái tâm của mình không quá tán loạn năng sang ý, mình không cần dùng cái sức lực gì, không quá chăm chú, thản nhiên giống như đang ngồi chơi, mình nhắm mắt là mình cũng sẽ thấy được hơi thở vào ra. Mình không cần phải tính toán, lo toan, mình không cần phải điều khiển, điều hành gì hết, mình không cần dùng cái sức lực, không cần chăm chú quá mức gì hết, mình vẫn thấy được hơi thở. Thế thì mình chỉ cần dùng cái sự quan sát hơi thở một cách nhẹ nhàng như vậy, tự nhiên như vậy, bình thường như vậy, mà mình duy trì được cái sự quan sát đấy liên tục trong suốt thời thiền 1 tiếng, 2 tiếng, 3, 4 tiếng đó, không gián đoạn, thì là thành công. Thì thế thôi. Còn những người mà mình không
biết cách thực hành một cách tự nhiên. Đó nó có thể mình quá lo lắng, quá bất an, mình phải thấy hơi thở một cách quá rõ ràng, quá chăm chú thì nó mới trở nên điều khiển hơi thở. Là do mình luôn luôn mình tưởng tượng ra là phải thấy hơi thở nó như thế này, như thế kia, như là thấy bằng mắt nên thấy nó phải rõ ràng quá mức. Chính vì cái sự mong muốn thấy hơi thở cho nó quá rõ ràng như vậy, và mình tưởng rằng chú tâm mạnh như vậy, thấy rõ như vậy là tốt, thì mình cứ vậy mình chăm chú thì nó sẽ mất tự nhiên, và tâm ấy nó sẽ tán loạn, nó sẽ bất an, căng thẳng và không đắc định được. Còn những người nào hiểu ra được cái cách thực hành một cách tự nhiên, thản nhiên vậy, không cần tính toán, không cần lo toan, không cần quá chăm chú, không cần nhìn chằm chằm, mà thản nhiên quan sát hơi thở vừa vừa ở cái mức trung bình thôi. Nếu mà biết được cái cách chú tâm nhẹ nhàng như vậy thì mình sẽ giữ được hơi thở vào ra tự nhiên, quan sát hơi thở tự nhiên, thì cái tâm càng lúc nó càng an tịnh, nó càng định tĩnh, và mình sẽ đắc định được nhờ mình quan sát hơi thở tự nhiên đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Đinh Hiệp ạ. Dạ, con thưa sư, phương pháp thiền trong vài kinh nhập tức xuất tức niệm là thiền chỉ hay thiền quán ạ? Con có được sư dạy qua về thiền niệm hơi thở mà con thấy giống đoạn đầu của bài kinh, còn đoạn sau của bài kinh con không thấy cách thực tập ạ. Vì vậy đây là hai phương pháp thiền khác nhau ạ. Cái bài kinh nhập tức xuất tức niệm ấy, Đức Phật cũng dạy cả về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thì bốn cái cách đầu tiên là dạy về thiền định trên hơi thở, sau đó quan sát các cái cảm thọ trong hơi thở đấy, quan sát tâm và quan sát đến các cái pháp. Thì chỉ có ở cái khúc đầu là thuộc về thiền định thôi. Vì trong một bài pháp Đức Phật hay dạy một cách rất là vắn tắt. Và vì mỗi một bài pháp thì chỉ có một giới hạn một thời gian ngắn, nên Đức Phật nói suốt xuyên suốt luôn cả một cái quá trình thực hành một cái pháp đấy để đi đến Niết Bàn. Nên là hàng ngày các vị tu tập vẫn đến trình pháp với Đức Phật để Đức Phật sẽ giảng dạy chi tiết về sau. Hoặc là các vị ấy thực hành đến đâu sẽ trình pháp với các vị trưởng đạo, thì các vị ấy sẽ chỉ dạy hướng dẫn chi tiết sau nữa. Nên là ở cái bước đầu ấy thì chỉ là thực hành thiền định. Ở cái giai đoạn thực hành thiền định mình chỉ cần thực hành theo bốn cái câu đầu tiên đấy thôi. Còn những cái bước sau là chuyển sang thiền tuệ rồi, thiền quán, thiền vipassana, phân biệt danh sắc, quán về cái năm uẩn, hay là quán theo cái pháp bốn niệm xứ, thì lúc đấy mà mới thực hành đến những cái câu tiếp theo về các cái cảm thọ, về tâm và về các cái pháp. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Trần Long ạ. Dạ, con thưa sư, trong cuộc sống con cảm thấy không có hứng thú, không thích phải làm những việc như tham dự hội hè, liên hoan, hiếu hỉ, vì con cảm thấy nó không có ý nghĩa thực sự đối với mình, nhưng thường con vẫn phải miễn cưỡng có mặt cho tròn trách nhiệm. Con không biết phải làm sao ạ. Con xin sư từ bi chỉ lại cho con ạ. Nếu mình còn ở thế gian thì phải sống theo cái tục lệ, cái lối sống ở thế gian. Nhưng nếu như là một cái người có hiểu đạo, có thực hành đạo, nó có cái sự nhàm chán đối với những cái pháp thế gian như vậy, thì đấy nó cũng là một cái người nào mà có thực hành tu tâm ấy, dù là mình là người ở tại gia, nhưng nếu mà tu tâm mà có sự tiến bộ ấy, thì nó sẽ đi đến sự nhàm chán như vậy, nhàm chán yếm ni, ni tham như vậy, nó không còn ưa thích những cái niềm vui ở thế gian nữa. Thì lúc đấy có những cái bổn phận trách nhiệm thì mình làm, thì mình vẫn cứ làm cho nó tròn nhiệm vụ. Với cái tâm không ưa thích như vậy cũng là tốt. Chứ còn nếu như mình khởi lên cái tâm ưa thích hòa nhập với cho ấy với mọi người là nó sẽ nhiễm những cái vui thú đó, thì mình sẽ bị mất đi cái thanh tịnh, mất đi cái nhàm chán này. Thế nên là sống ở đời mà cái tâm mình mà hướng đạo, mình sống ở đời thì nó luôn luôn phải chịu những cái sự ức chế như vậy. Vì vậy cho nên là khi mà những cái tâm nhàm chán ấy nó đến một cái mức độ mạnh mẽ, sung mãn, tức là nó lớn mạnh dần lên,
thì đến một lúc nào đó người ta không thể sống được ở thế gian nữa, người ta sẽ từ bỏ cái đời sống thế gian, đi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống gia đình để người ta chuyên tâm thực hành những cái pháp, thành tựu những cái pháp thượng nhân như vậy. Nên bây giờ mình có một chút nhàm chán rồi thì đó cũng là tốt rồi, những cái gì có thể từ bỏ được thì mình từ bỏ dần dần, cho đến một lúc nào đó mình sẽ từ bỏ tất cả để đi xuất gia được thì càng tốt. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Huy ạ. Dạ, con thưa sư, con thường bị các sắc người nữ ám ảnh và con vẫn thực hành thiền hơi thở. Gần đây con cũng thỉnh thoảng xem về các hình ảnh quán bất tịnh như là một đề mục để đưa tâm về suy nghĩ quá lâu. Khi suy nghĩ quá lâu ạ, thường con vẫn bị các ý nghĩ ác là các âm thanh về lục lạc quấy phá. Trong khi đi làm con đang niệm hơi thở thì con hình dung được về bất tịnh thì các âm thanh tự nhiên biến mất. Nhưng khi con làm việc quá sức thì con không nhận diện được tâm nên các âm thanh này lại có mặt. Con phải làm thế nào ạ, thưa sư? Với một người còn tham dục thì những tham dục đó nó sẽ khởi lên là cái chuyện thường tình. Thì nếu như mình muốn đối trị nó, thấy được những cái sắc dục đấy là bất tịnh, những cái sắc dục ấy là nguy hiểm, là ô nhiễm, nhàm chán đối với nó thì vẫn phải thực hành thiền trên hơi thở cho nó định tĩnh, rồi sau đó quán về tử thi, về xác chết, thấy những cái xác chết dòi bỏ ấy, sau đó mình niệm tự chết ở trên mình, rồi sau đó niệm tự chết trên những đối tượng bên ngoài, nhất là những cái đối tượng là những người nữ, là những người khác phái, nhờ quán để thấy họ ấy là một cái thân có đầy những cái dòi bọ như cái xác chết ấy, thì nó sẽ ni dục được ngay. Nhưng mình phải có được một cái công phu cao, chú được ở trên cái tướng bất tịnh đấy trong một cái khoảng thời gian dài mà nó không bị tan đi ấy. Nên là phải thành tựu được cái định sâu thì mình sẽ làm được cái việc đó. Còn nếu mà định mình yếu thì những cái tướng bất tịnh ấy nó sẽ tan đi rất là nhanh, rồi cái tịnh tướng nó lại khởi lên. Nên là tại vì mình phải biết phòng hộ các căn, như em hay khởi lên cái tâm ái luyến với cái sắc đẹp, thì cái việc trước tiên đó là mình phải hộ trì con mắt không được nhìn những người nữ, phải thấy người nữ thì phải nhìn đi chỗ khác, nhìn tránh đi, và không được xem những cái tranh ảnh của những người nữ, nhất là những người xinh đẹp ấy. Và không bao giờ được khởi lên cái ý nghĩ đây là người đẹp, người xinh, mà không được ngồi đàm luận nói chuyện đến những cái người nữ này xinh đẹp kia. Nên mình không nghe những cái âm thanh đó, mắt mình không tiếp xúc với những cái cảnh đẹp đó. Rồi sau đó thì mình phải quán những cái tướng bất tịnh, như là thấy những cái xác chết, hoặc là quan sát những cái hình ảnh của những cái xác chết tử thi. Rồi sau đó mình phải thực hành những cái pháp thiền quán đó, để cách đối trị với cái tham đối với sắc của người khác phái đó là mình quán về sắc chết hoặc quán về 32 thì trược bất tịnh, quán tóc lông móng răng da thịt gân. Nhưng mà quán đến đâu mình thấy nó bất tịnh đấy, quán đến tóc mình thấy dòi bọ, lông móng răng da thịt gân ở đâu mình cũng thấy nó hôi thối dòi bọ, thế mật đà mủ máu mồ hôi nước mắt nước mũi nước miếng nước cơ xương nước tiểu thì mình luôn luôn thấy trong cái thân này nó chỉ là cái túi da, trong đó nó chứa đựng nào là phân, nào là nước tiểu, nào là đờm dãi, nào là mủ, nào là những cái thứ hôi thối. Nếu như mình có được cái định mạnh, mình chú được ở trên những cái tướng bất tịnh đó rất là lâu ấy, thì nó sẽ đẩy ra được những cái tịnh tướng ra, tức là mình không còn thấy ai là cái người đẹp nữa, mà thấy cái thân nào cũng là thân bất tịnh, thân nào cũng là hôi thối, nên thân nào nó cũng ô nhiễm như vậy, thì nó mới chế ngự được cái tham dục đấy. Nó cần phải có cái công phu thực hành hàng ngày, thực hành thường xuyên lâu dài, thì cái định của mình nó càng mạnh lên đến đâu thì nó sẽ càng ni dục đến đấy. Còn tại vì mình không có thời gian thực hành, cái định, cái tâm nó tán loạn, mình không chú được trên những tướng bất tịnh đó, và lại hay tiếp xúc với những cái cảnh về những cái cảnh đó nó hay tác động vào mắt, vào tai, vào những cái cảnh trần mình hay nó tác động vào nữa, thì mình nó sẽ đương nhiên nó sẽ khởi lên thôi. Mình phải cái pháp đấy cần phải thực hành lâu dài rồi dần dần mới đoạn trừ được, chứ cái pháp này không thể đoạn trừ một cách dễ dàng và nhanh chóng được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Yang Chia.
Dạ, con thưa sư, có pháp nào để khắc chế tâm dục vọng được không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Đấy là cái tâm dục vọng thì khắc chế nó bằng cái cách là suy xét thấy cái sự nguy hiểm ở trong các dục, là nhờ suy xét thấy các dục là vui ít khổ nhiều, thì lúc đấy mình sẽ quán là vì người đời vì tham dục cho nên người ta chịu những cái nỗi khổ đau, đánh nhau, cạnh tranh đấu đá nhau cũng vì những cái dục vọng đó, tranh giành nhau như là những con thú hoang tranh những cái miếng mồi vậy. Thì đấy là một cái cách suy xét để thấy cái sự nguy hiểm của dục, rồi từ cái dục đấy mình chết phải đọa vào các đọa xứ. Cái suy xét đấy thì nó chỉ giảm bớt nên khiến cho mình thức tỉnh ra, còn lại cái công phu mình tu tập ấy, hộ trì các căn, nhiếp phục không để cho các căn nó tiếp xúc với những cái cảnh khả ái hấp dẫn đó, rồi là phải có cái đời sống viễn ly, tức là thân của mình phải tránh những cái môi trường mà nó có nhiều những cái dục vọng. Thế mình thấy rằng mình tiếp xúc với những cái người này, tiếp xúc với những cái môi trường này, với những cái nhóm người này, mình chỉ tăng lên tham dục thôi, bởi vì người ta hay đàm luận về tham dục, người ta sống hướng dục, người ta coi dục là hạnh phúc, là những cái điều để mong cầu. Khi mình thấy những cái người người ta cuồng nhiệt chạy theo tham dục thì mình phải tránh xa những người đấy, những môi trường đấy, để mình đến một cái nơi nào đó thanh tịnh mà cái nơi đấy không có những cảnh khả ái hấp dẫn, như là sống độc cư ở những cái nơi, những cái khu vườn thanh tịnh, những cái núi rừng thanh tịnh, và phải có cái tâm viễn ly, tức là mình phải thực hành thọ trì một cái pháp thiền, chỉ thiền quán, tất cả những cái pháp thiền định đều có thể ni dục, tất cả những cái pháp thiền quán đều có thể hướng đến đoạn trừ dục, nhưng mà phải là cái công phu tu tập của mình tốt thì những cái thiền chỉ thiền quán đấy nó như là những cái then, những cái lưỡi gươm nó sắc bén rồi thì nó mới cắt đứt được những cái sợi dây tham ái tham dục đó. Thì cũng như vậy mình phải rèn luyện cho cái tuệ của mình, cho cái định và cái tuệ của mình nó sắc bén đi, thì sau đó mình sẽ cắt đi được những cái tham ái tham dục đó. Thì cái lộ trình tu tập con đường tu tâm ấy nó sẽ đoạn trừ được những cái tất cả những cái dục vọng ở trên đời. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Nguyễn Thị Hạnh ạ. Dạ, bạch thầy, thầy cho con hỏi một câu, tại sao con ngồi thiền có một luồng gì đó nó u u kéo đến rồi nóng tai không biết tại sao ạ? Con xin tri ân thầy nhiều ạ. Nếu mà mình mới tập thiền mà mình chú tâm mạnh quá, mình cứ để cho tâm nó tĩnh quá thì nó có cái âm thanh nó y y hay u u thì nó là chuyện bình thường. Mình, thứ nhất để cho tâm nó tự nhiên nhẹ nhàng lại một tí, đừng quá là căng thẳng, đừng quá chăm chú. Thứ hai nữa là dù có xuất hiện những cái âm thanh đấy mình nơ ngay đi, mình đừng có quan tâm nó, đừng lắng nghe, đừng quan sát, đừng để ý, đừng phân tích nó, đừng đi tìm tòi tìm hiểu hay là thắc mắc rằng nó là cái gì, mà cái cách để đối trị nó tốt nhất đó là không bận tâm đến nó, không quan tâm đến nó, và vẫn chỉ biết cái pháp của mình đang thực hành thôi, đó là những cái nhận biết hơi thở vào ra, và cứ thực hành và không đi theo bất cứ một cái hiện tượng gì nó khởi lên thì làm sẽ thực hành tốt nhất. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Thiện ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi ạ. Khi một người nào đó tập trung vào công việc của mình đang làm, như vậy có phải là chánh niệm không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Chung vào công việc làm cũng nếu mà một cái người đời người ta đi đi săn bắn, người ta tập trung vào cái việc săn bắn của mình, người ta gọi là chánh niệm sao được. Người uống rượu, người ta tập trung vào cái việc uống rượu của mình, hay là cái người ăn trộm cắp, người ta tập trung vào việc đó, nên là không phải như thế. Nhờ một cái người phải hiểu Phật pháp, phải hiểu pháp, sau đó mình thọ trì cái pháp đấy trong mọi tư thế, trong mọi oai nghi, đi đứng nằm ngồi, mình luôn luôn thực hành được cái pháp đó mới là chánh niệm. Như là một người mà người ta thực hành những cái pháp thiền định, người ta niệm về cái thân tứ đại này chẳng hạn, về người ta luôn luôn biết cái thân này là đất nước lửa gió, thì khi đi đứng nằm ngồi hay làm các công việc, người ta luôn biết rằng đây là cái thân tứ đại này, nó đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, đang duỗi co cúi ngước, đang làm động tác này động tác kia.
Thế là người ta chánh niệm mà nhận biết được cái thân này là tứ đại, hay là khi người ta phân tích ra được cái thân này là năm uẩn thì người ta chánh niệm là đi đứng nằm ngồi nó đều là năm uẩn, duỗi co cúi ngước ăn ngủ đụng chạm làm cái gì nó cũng chánh niệm. Vậy thì chánh niệm đây là khi mình đang thọ trì, đang thực hành một cái pháp môn nào, mình luôn luôn thực hành thọ trì cái pháp môn đấy trong mọi oai nghi, thì đấy mới là chánh niệm. Chánh niệm là nó phải khởi lên cái tâm chân chánh, có cái chánh niệm, có cái sự ghi nhớ cái đề mục, cái pháp môn mình đang thực hành, đang tu tập đó mới là chánh niệm. Chứ không phải là làm cái gì biết mình làm cái đấy. Vậy cái người không thọ trì Phật pháp, người hoàn toàn là một người vô đạo, mà người ta luôn luôn biết công việc của mình, người ta thậm chí người ta làm rất giỏi công việc của mình mà lại gọi là chánh niệm, thì cái đấy không phải là chánh niệm. Chánh niệm là vậy, là luôn luôn ghi nhớ cái pháp môn mình đang thọ trì, đang thực hành đấy ở mọi lúc mọi nơi. Khi niệm thân thì, niệm thọ, niệm tâm hay niệm pháp, mình luôn luôn ghi nhớ được cái pháp đó trong mọi cái hoạt động của mình thì mới là chánh niệm. Còn người chưa thọ trì thân thọ tâm pháp gì, chỉ biết cái thân của tôi, cái tự ngã của tôi, rồi ghi nhận như vậy thì nó lại tà niệm. Ví dụ cái người không thọ trì cái pháp tu, người ta biết là tôi đang làm này, tôi đang làm kia, tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi ngồi, tôi nói, thì nó có cái tôi, cái tự ngã của tôi ở trong đó, thì đó là tà niệm. Còn nếu khi nào mình biết được không có cái tôi, không có cái tự ngã của tôi ở trong mọi công việc đó thì mới là chánh niệm. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Thiện ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi nếu nghiệp trổ khiến mình đau khổ, nếu con tiếp tục giữ giới bố thí hành thiền thì sự khổ đau ấy có thuyên giảm và chấm dứt hay không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Nghiệp nó trổ quả, những cái nghiệp bất thiện nó trổ khiến cho mình đau khổ thì sẽ có trong cuộc sống hàng ngày. Cứ lúc nào mình gặp những cái cảnh không như ý, mà những cái cảnh bất an khổ đau ấy, thì đó là nghiệp bất thiện nó trổ. Nhưng mà đôi khi những nghiệp bất thiện rất là mạnh, nó trổ nó khiến cho mình gặp những cái rủi ro, những cái tai nạn, những cái nỗi khổ về thân về tâm rất là lớn, thì lúc đấy mình làm những cái việc phước lành nó sẽ có hỗ trợ, nó sẽ có giúp làm vơi bớt những cái nghiệp bất thiện đó đi. Nó còn tùy theo, nhưng nếu mà cái nghiệp mà nhẹ, mà cái người nào mà biết làm việc phước nhiều thì đến khi nó trổ thì nó cũng trổ nhẹ hơn. Cái điều đó là có, mình có làm việc phước thì cái nghiệp nó cũng có, nó có một phần nó cũng giảm bớt đi được một chút. Và những cái phước đó nó mạnh nữa thì nó lại đến sau này những cái phước đó nó trổ thì mình sẽ gặp được những cái phước lành nữa. Nên là vì vậy ngay cái lúc mà mình làm việc phước ấy, mình sẽ thấy cái tâm của mình nó cũng có cái sự hoan hỷ, có cái sự an vui đối với những cái việc phước đó, thì nó cũng làm giảm bớt đi cái sầu bi ưu não khổ đau. Vậy thì mình có nên làm việc phước ngay cả trong cái lúc đang khổ đau đấy mà có thể làm được việc phước gì thì cũng cứ nên làm phước. Nhưng mà mình cũng đừng có cái hy vọng tuyệt đối rằng là khi ta làm xong cái việc phước này sẽ hết cái nỗi khổ này. Nó có làm phước ấy, thì nó cũng giống như là một cái người đi gieo nhân, nhưng mà nó trổ quả thì nó cũng phải trải qua cái năm tháng. Như người gieo hạt giống thì nó cũng phải trải qua năm tháng. Như cái nghiệp bất thiện mình gieo từ nhiều đời nhiều kiếp rồi bây giờ nó mới trổ quả, chứ nó trổ quả ở hiện tại thì chỉ là một phần nhỏ thôi, nó trổ quả ở tương lai mới là nhiều. Cũng như vậy những việc phước mình làm ấy, thì nó trổ quả ở hiện tại thì cũng chỉ là một phần nhỏ thôi, còn nó trổ ở tương lai mới là nhiều. Thế nên là nó chỉ giảm bớt đi được một phần rất nhỏ bé nào đấy thôi, chứ không thể nói rằng là cái việc phước ấy nó sẽ hoàn toàn thay đổi được cái nghiệp bất thiện kia, nó sẽ làm cho mình hết được cái khổ đau đó. Thì điều nó không có, nó chỉ giảm bớt được một chút xíu nào đấy thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tâm Pháp ạ. Dạ, con thưa sư, Đạo Phật đã truyền vào Việt Nam được 2.000 năm rồi. Vậy tại sao đa số người Việt Nam vẫn thấy xa lạ và không hiểu biết nhiều về Phật Pháp ạ? Con xin tri ân sư ạ. 2.000 năm, nhưng mà có lúc thăng lúc trầm ấy. Có những cái lúc thì đạo Phật được giáo dục, được giảng dạy phổ cập ở trong nhân gian, nhất là đạo Phật
nhất là khi nào mà được những ví dụ như là ở cái thời nào mà được các cái cấp chính quyền ở cái thời đó, ví dụ như là các cái thời vua chúa ngày xưa vậy, cứ cái ông vua nào ông mà là Phật tử ông yêu thích đạo Phật ấy, thì ông sẽ muốn cho toàn dân tộc này cũng biết đạo Phật như mình, ví dụ như vua Trần Nhân Tông hay là Lý Công Uẩn chẳng hạn, đều là những người Phật tử, là những vị thiền sư tu tập, thì người ta có cái khuynh hướng là đưa đạo vào đời khắp các vùng miền, đều phải xây chùa, đều phải học đạo, đều phải tu tâm, thì lúc đấy thì toàn dân ai biết đến Phật pháp. Nhưng mà cũng có những cái thời người ta lại tôn thờ những vị tôn giáo khác, ví dụ như là về sau này như thời nhà Lê thì lại hướng về đạo Nho, thì lại chỉ muốn cho dân học đạo Nho thôi, không muốn cho dân học đạo Phật nữa. Nên là cái thời Pháp thuộc thì chỉ những cái chính quyền thì người ta chỉ muốn cho dân đi theo đạo Thiên Chúa, thì lúc đấy người ta lại dìm dập, không muốn cho đạo Phật được hưng thịnh, được truyền dạy, được phát triển. Thì mỗi thời cũng vậy, thì cái này nó liên quan nhiều đến cái nhà nước ở những cái thời buổi khác nhau. Những thời nào mà những cái người ở trong bộ máy nhà nước người ta muốn cho một cái tôn giáo nào đấy được lan tỏa rộng ở trong dân gian, thì người ta sẽ có những cái biện pháp đó là hỗ trợ cho những cái tôn giáo ấy để trở thành một cái nền tảng văn hóa đạo đức của cái dân tộc đó. Thì cái lúc đấy thì dân chúng sẽ biết đến nhiều, đa số gọi là trong dân chúng thì là sẽ theo cái sự hướng dẫn của những người đứng đầu nhà nước. Nhà nước muốn cho dân biết đến những giáo pháp của Đức Phật thì sẽ có những cái phương pháp để phát triển những cái giáo pháp của Đức Phật. Với lại một phần nữa là nó là do cái sự thịnh suy của thời thế, cái gì nó cũng có nhân quả của nó. Có những cái thời nào mà cái dân chúng mà có duyên với đạo pháp thì lúc đấy người ta sẽ hiểu đạo nhiều, có nhiều những cái vị pháp sư, có nhiều những cái vị có thể truyền giải giảng dạy giáo pháp rộng rãi ở trong nhân gian, thì sẽ có nhiều người biết đến Phật pháp. Nhưng mà cũng có những cái thời mà cái người tu tập sẽ ít đi, người học hiểu đạo pháp ít đi, không có cái người truyền đạt giảng dạy giáo pháp hoặc là thực hành những cái pháp không có cái tính giáo dục giáo hóa đến quần chúng dân gian ở trong dân gian. Thì vì cái thời đấy, vì những con người không có duyên với Phật pháp, thì mọi người sẽ cảm thấy nó có cái sự xa lạ, không còn biết đến đạo pháp. Như vậy vì đạo Phật thì đúng là đã được truyền vào Việt Nam 2000 năm. 2000 năm, nhưng mà đối với người dân Việt Nam bây giờ hỏi Phật là ai thì 100 người chắc được chưa được 1-2 người biết thế nào là Phật. Hỏi về những cái pháp, nhất là những cái pháp căn bản cốt yếu của đạo Phật nữa. Hỏi nếu bây giờ mà hỏi ra đường mà gặp hỏi là ông theo đạo gì, thế sẽ có rất nhiều người nói là tôi theo đạo Phật. Thì có thể tới rất là một số đông, rất là nhiều người người ta quy y đạo Phật, người ta cũng đến chùa, cũng lễ Phật, cũng coi mình là một tín đồ của đạo Phật đấy. Nhưng mà hỏi đến Đức Phật là ai, họ lại không biết nữa. Không biết, nghĩ Phật như một ông thần, ông thánh nào đấy thôi, chứ không biết gì về lịch sử về Đức Phật cả. Còn chưa nói đến hỏi đến giáo pháp, những cái pháp môn căn bản, nhân quả nghiệp báo hay là tứ thánh đế, thập nhị nhân duyên là gì, năm uẩn là gì, cái sự vô thường của vô ngã là gì, thì hàng ngàn người chắc được 1-2 người biết những cái giáo lý đấy. Thì đấy là có thể nói rằng cái sự xa lạ là xa lạ về cái sự hiểu biết về giáo lý thì là xa lạ. Còn những cái hình tướng như là những ngôi chùa, những cái tượng Phật, những cái tiếng chuông chùa, những cái lời kinh, tiếng kệ, những cái hình bóng của các vị nhà sư thì không xa lạ. Những cái đấy thì là nó thấm nhuần ở trong dân gian rồi, 2000 năm rồi. Nhưng và mặc dù nó rất gần nhưng mà nó cũng rất xa. Người ta có thể thấy ngôi chùa nhưng mà người ta chỉ thấy ngôi chùa nó thiêng liêng huyền bí, người ta không không hiểu ở trong chùa nó trong chùa có những cái sinh hoạt như thế nào, học những cái pháp gì, sống có giống đời hay là khác đời ở cái gì. Thì những cái đấy chỉ có người nào thân cận, những cái người nào có để tâm hay là những người nào có duyên mến đạo, học đạo, thực hành đạo
thì những người đó mới hiểu. Còn những cái người chỉ có niềm tin, có tín ngưỡng, tức là có biết kính Phật, có biết lễ Phật, có biết cúng dường, nhưng mà không có để tâm học đạo, không có để tâm nghe pháp, không có để tâm tu đạo ấy, thì người ta cũng không biết. Vậy nên cái này nó theo đúng luật đó, nó là tùy theo cái nhân duyên, tùy theo cái nhân quả của con người ở từng những cái thời đại khác nhau. Nên thời nào mà chúng sinh có duyên với đạo Phật nhiều thì người đó sẽ biết, còn những ai vô duyên, chưa có đủ cái duyên thì sẽ thấy nó xa lạ thôi. Thì nó xa hay nó gần, nó tùy từng người, tùy cái nhân duyên của từng người. Những người nào muốn hiểu thì người đó cần phải thực hành, cần phải học, cần phải hành thì mới hiểu. Còn những người nào không học không hành thì người đó sẽ thấy nó là, thì đó sẽ thấy Phật pháp là xa lạ mà thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tâm Pháp ạ. Dạ, con kính bạch sư, tại sao các sư miền Nam thuyết pháp lại hay hơn, cuốn hút hơn và có nhiều Phật tử lắng nghe hơn các sư miền Bắc ạ? Tại sao ở miền Bắc chùa chiền thì nhiều mà Phật pháp không hưng thịnh như ở miền Nam ạ? Con xin tri ân sư ạ. Các sư miền Nam thuyết pháp hay hơn, cuốn hút hơn, nhiều người nghe hơn. Cái điều này cũng có thể đúng đối với cái thời hiện tại này, thì có thể nói rằng là các vị giảng sư thì đa số ở trong khu vực miền Nam, nên phải chiếm đến 80-90%. Còn ở miền Bắc thì hiếm hoi, rất ít có những vị giảng dạy Phật pháp. Có thể là do cái văn hóa của hai miền Nam Bắc nó có cái sự khác nhau. Vì văn hóa miền Nam là đạo Phật được hưng thịnh rất là lâu rồi, nhiều trăm năm nay. Đạo Phật vẫn còn đang ở trong cái giai đoạn hưng thịnh, nhiều người biết đến Phật pháp nhiều hơn. Mọi người đã được thấm nhuần cái tư tưởng giáo pháp của đạo Phật từ nhỏ, từ thế hệ cha ông. Người có đức tin và có cái chánh kiến về đạo Phật nhiều hơn, ít bị xen tạp bởi những cái tín ngưỡng dân gian như là cái văn hóa của người miền Bắc. Người miền Bắc bởi vì có những cái văn hóa đa thần đa thánh quá nhiều, người miền Bắc thì nặng về những cái văn hóa thần thánh, như là người ta không còn phân biệt được giữa Phật với thần nữa, vì có quá nhiều đền đình miếu mạo, mỗi một ngôi chùa sẽ đi kèm với một ngôi đình, ngôi đền. Và trong đó thì người ta sống với những cái tục lệ tín ngưỡng ở dân gian, mang cái hình thức mê tín cao nhiều hơn. Và cũng trải qua cái quá trình thịnh suy của thời thế, như là Phật giáo miền Bắc thời cách đây khoảng 6-7-800 hàng ngàn năm trước thì thịnh, nhưng mà bây giờ sau đó thì cũng đến cái giai đoạn suy. Thì ở vùng miền nào cũng thế, quốc độ nào cũng thế, giống như là ở bên Ấn Độ đấy, hàng nghìn năm đạo Phật ra đời ở đấy, hưng thịnh ở đấy hàng nghìn năm, hơn ngàn năm, nhưng cuối cùng thì đạo Phật cũng suy tàn ở đấy. Và sau đó đạo Phật này lan truyền sang các nước khác, như là bên Tích Nan, Thái Lan, Miến Điện thì vẫn còn hưng thịnh, nhưng mà ở Ấn Độ thì đã suy tàn rồi. Thì cũng như vậy, đạo Phật là cái gốc tích, đạo Phật ở Việt Nam thì gốc tích là ở miền Bắc. Miền Nam thì miền Bắc lúc đầu thì thịnh nhưng sau đó lại suy, ở miền Nam bây giờ thì suy nhưng sau này, bây giờ thì thịnh nhưng sau này cũng suy mà thôi. Thì đấy, nó là cái sự thịnh suy của những cái vùng miền khác nhau. Hay đó cũng giống như là cái nhân duyên của những người ở những cái vùng miền đấy khác nhau. Giống như là bây giờ ai muốn truyền bá đạo Phật sang Ấn Độ thì cũng không truyền được, vì người Ấn Độ người ta hết duyên với đạo Phật rồi. Thì đạo Phật này phải đi độ những người hữu duyên, thì cứ lan truyền đâu, ở đâu còn có người có duyên với Phật pháp thì Phật pháp sẽ hưng thịnh ở đó. Thì miền Nam Phật pháp còn hưng thịnh, cho nên là còn có rất là nhiều những cái vị sư xuất chúng, có những cái tài thuyết pháp giảng dạy rất là hay. Thử dĩ các cái Phật tử ở miền Bắc bây giờ mà có hiểu ra được những cái giáo pháp của đạo Phật cũng nhờ có nhiều các vị giảng sư ở miền Nam đã giảng dạy Phật pháp, chứ cả như các sư miền Bắc này thì còn đi cúng bái có ai giảng dạy Phật pháp đâu. Thì cũng chính vì cái văn hóa mỗi vùng miền khác nhau, nhưng nếu như là các vị sư miền Bắc mà cũng
chú để tâm giảng dạy Phật Pháp thì vẫn hay, chứ không phải là không giảng được như các vị miền Nam. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Dương Thị Phương Thảo ạ. Là con bạch thầy, xin thầy cho hỏi tà kiến ngày nay là gì? Ai cũng giảng chánh kiến mà không ai nêu ra tội ác tà kiến hiện tại để người tu né tránh ạ. Con xin tri ân sư ạ. Chánh kiến với tà kiến, cái này nó rất là mình có thể chỉ ra được những cái nó rất là rõ ràng, nhưng mà cũng có cái nó rất là vi tế, cái rất là rõ ràng, giống như là bóng tối với lại ánh sáng nó khác nhau, thì cái chánh cái tà nó như vậy. Nhưng người mà có tà kiến như là một cái người tin vào những cái điều không có thật, hay là bác bỏ những sự thật, gọi là tà, là những cái tà kiến. Nhưng người ta tin vào những cái tha lực thần quyền, hoặc là cái người người ta không tin nhân quả nghiệp báo, người ta tin rằng có những cái sự mong cầu, có cái sự ban phát đấy, thì những cái điều đó có thể được cho là tà kiến, bởi vì nó không đúng với sự thật. Còn những cái người mà hiểu ra được các cái sự thật, đó là mọi những cái sự vui buồn sướng khổ là do cái nhân quả thiện ác của mình tạo nên. Còn những người tà kiến thì không tin vào những cái nhân quả nghiệp báo đó, mà nghĩ là có đấng nào đó ban cho, hoặc là có cái sự ngẫu nhiên, hoặc là người ta tin là có cái ngày tốt, giờ tốt, tháng năm tốt, tuổi tốt, thì nó tạo ra những điều tốt. Đấy là những cái pháp tà kiến. Còn những cái pháp chánh kiến thì đó là mọi cái tốt là do cái tâm tốt, những hành động tốt, lời nói tốt, tạo ra những điều tốt. Thì đấy là những cái pháp nó thuộc về những cái pháp chánh tà ở cái mức độ tương đối, hay là ở cái pháp tục đế do con người chế định chánh tà đó. Còn những cái pháp mà nó chánh tà nó thuộc về những cái pháp tuyệt đối, những cái pháp nó cao, nó thuộc về những pháp chân đế nữa, thì rất là cao siêu, rất là khó giải thích, rất là ít người có thể hiểu được. Thì đây là cái pháp mà chính Đức Phật cũng nói rằng cái pháp rất là thâm sâu vi diệu, chỉ những người có thượng trí thượng căn mới hiểu được những cái chánh đó. Như là những cái thân này là tứ đại, thân này là ngũ uẩn này, thân này là sinh diệt, là vô thường khổ vô ngã này. Đấy là một cái thấy rất là thâm sâu, chỉ người nào có tuệ giác mới thấy được, thì cái đấy là chánh kiến. Còn cái người nào còn thấy thân này là ta của ta, tự ngã của ta, thì cái người đấy là còn tà kiến, là còn vô minh. Cho nên là sinh ra tham ái, sinh ra chấp thủ, sinh ra những cái phiền não tham sân si trên cuộc đời. Còn những người nào thấy ra được cái sự vô thường của vô ngã trên cái thân năm uẩn sinh diệt này, đoạn trừ được vô minh tham ái chấp thủ, thì cái đấy là chánh kiến, nhưng lại là chánh kiến ở cái mức độ rất là cao, thì cái chánh kiến đấy sẽ đi đến niết bàn. Thì đấy là chánh kiến và tà kiến nó khác nhau như vậy. Còn để mà diễn tả diễn đạt chi tiết tỉ mỉ nó ra thì phải học pháp, phải thực hành pháp rất là nhiều, và phải mất rất là nhiều thời gian để diễn tả cái này. Thì cứ người nào cứ học pháp, hiểu pháp đến đâu thì người đó có chánh kiến đến đó. Cái người nào mà học sai, hiểu sai thì là người đó là sẽ tăng thêm tà kiến. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tuệ Quang ạ. Dạ, con thưa sư, một người xuất gia trong thời gian bao lâu thì có thể ra làm trụ trì, giảng dạy Phật Pháp và tiếp độ đệ tử ạ? Con xin tri ân sư ạ. Xuất gia trong thời gian bao lâu có thể ra giảng dạy Phật Pháp, trụ trì và tiếp độ đệ tử? Cái này thì không giống nhau. Riêng về cái vấn đề giảng dạy Phật Pháp thì không có giới hạn về tuổi tác, và không có giới hạn về những cái phẩm, về những cái đạo phẩm như là vị đó phải lên mức tỳ kheo hay là thượng tọa hay là hòa thượng gì cả. Cứ người nào mà học được Phật Pháp một cách mau lẹ, tức là người nào có trí tuệ thông minh, có trí nhớ, thì người đó sẽ học Pháp nhanh chóng. Rồi người đó có cái khả năng thuyết giảng được Pháp cho người khác nghe, thì người đó sẽ ra giảng Pháp thôi. Kể cả một sa di 7 tuổi cũng có thể nên làm Pháp sư được. Nên là sa di thuyết Pháp sa môn thính, không phải tuổi cao mà tại cái tánh lành. Những người nào nành nợ thông minh trí tuệ thì một cái vị pháp sư giảng pháp là không giới hạn tuổi tác, không giới hạn là cái vị đó là sa di hay tỳ kheo. Cho nên là bây giờ kể xưa cũng vậy, thời giờ cũng vậy, thỉnh thoảng vẫn có những cái vị còn rất là nhỏ
có thể 7 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi cũng có thể nên làm pháp sư giảng dạy Phật pháp được. Có những thần đồng Phật pháp như vậy đó. Nên là ai có chí học mà hành được thời xưa cũng vậy, có những vị 7 tuổi đã chứng A La Hán rồi, cái vị đấy có thể trở thành thiền sư được, có thể trở thành đạo sư được, có thể độ cho các đệ tử được. Nhưng mà về sau này thì Đức Phật quy định những cái người được ra trụ trì hay là độ đệ tử. Trụ trì thì thời Đức Phật thì không có cái khái niệm trụ trì. Lúc đấy thì những cái tịnh xá hay là ai người ta cúng dường cho vị tỳ kheo nào, một cái tịnh xá nào, ở một cái khu vườn nào, vị đấy đến ở đấy, tu tập ở đấy, ấy, thì là cái vị đó làm chủ cái tịnh xá đó. Thì cái điều đó cũng không có giới hạn về tuổi tác. Còn độ đệ tử thì lúc đầu thì Đức Phật cũng không giới hạn về tuổi tác. Bất cứ ai có khi xuất gia cũng có thể truyền giới xuất gia cho người khác, với nhiều vị sa di có thể xuất gia cho những người khác trở thành tỳ kheo được. Như là thời xưa có vị sa di 7 tuổi có thể độ 500 tên cướp, có thể xuất gia cho những tên cướp đó trở thành tỳ kheo rồi dẫn về gặp Đức Phật, để Đức Phật thuyết pháp cho cả 500 tên cướp chứng quả A-la-hán. Thì 500 cái vị A-la-hán ấy vẫn phải tôn cái vị sa di 7 tuổi, 9 tuổi này là một sư phụ của mình, là một vị thầy tế độ suốt đời. Thì sau này nữa thì các vị tỳ kheo cũng có thể truyền dạy đến độ những người khác xuất gia như mình. Rồi một thời gian sau nữa thì khi mà Đức Phật gặp một vị tỳ kheo mới hỏi là ông bao nhiêu hạ, vị tỳ kheo nó mà con 2 hạ, mới hỏi là thế vị tỳ kheo đi cùng là như thế nào và đây là đệ tử, hỏi là đệ tử của ông bao nhiêu hạ, vị tử đệ tử 1 hạ. Thì Đức Phật mà thấy ông lấy cái gì mà dạy cho đệ tử. Bây giờ lúc đấy vị tỳ kheo này không có pháp học, cũng không có pháp hành, không có cái gì để dạy cho đệ tử, nên là Đức Phật mới quy định là phải một vị tỳ kheo phải có 10 hạ, có thông thạo pháp học, thông thạo pháp hành, lúc đấy mới làm thầy tế độ cho đệ tử. Thì kể từ đấy mà đi thì căn cứ theo cái giới luật đó, nên là để mà độ đệ tử thì theo như luật đó là sẽ 10 hạ, tức là vị đấy phải tu được 10 năm trở nên, nhưng mà cũng còn phải tùy theo cái năng lực của vị đấy phải có pháp học, có pháp hành, thì vị đấy mới có những cái để dạy cho những người đệ tử đó, thì vị đó mới làm thầy tế độ. Như vậy thì để mà ra làm một vị giảng sư thì không giới hạn tuổi tác hay tuổi hạ gì hết, có năng lực thì vị đó sẽ ra dạy bất cứ lúc nào. Trụ trì thì như cái trụ trì thì cũng là một cái chú xứ, một cái tịnh xá, vị đó có thể ở. Thì cái điều này không có quy định trong giới luật là bao nhiêu tuổi mới được ra trụ trì, nhưng thời bây giờ thì trụ trì giống như là một chủ một ngôi chùa, thì cái vị đấy cũng phải là một cái vị trưởng thành, vị đó phải là trưởng thành ở trong pháp học pháp hành, có năng lực ở trong một cái chú xứ đó. Còn để độ đệ tử thì cũng như thế, vị đó cũng phải tu tập một thời gian dài, nhưng mà vị đó cũng phải có cả pháp học pháp hành nữa, thì vị đó mới trở thành thầy tế độ cho các đệ tử được. Dạ, con thưa sư ạ. Một số câu hỏi còn lại con xin phép để buổi tiếp theo ạ. Về hồi hướng idam mê bunyam asa wakajam vaham hotu idam mê bunyam nibbana sa mechanjo hotu mama bunya bagam sabbasatthanam pacchemi te sabbe mê dhammam punyabhagam napandu sadhu sadhu sadhu.